đã tài trợ cho video này. Cho nước nóng vào đây. Chúng ta có một chiếc xe shifter màu đen.
chúng ta phun bằng nước nóng. Ô nhìn này, nó có màu xanh lá cây. Sau đó chúng ta làm sạch xe và chiếc xe rơi xuống nước lạnh. Nó đã thay đổi màu sắc, giờ nó trở lại đen. Chúng tôi đã giải cứu thành phố Hot Wheels và rửa sạch tất cả những chiếc xe. Làm được rồi, sứ mệnh đã hoàn thành. Đặt tay. Cảm ơn Hot Wheels đã tài trợ và giúp tôi tạo ra video này.